Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thề chiến cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục loài rắn. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quang Nam xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2017 và đây là buổi phát thanh lần thứ 2195 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, Hoàng Ân và Miên Dương sẽ gửi đến quý thính giả những tin tức sau đây. Kêu gọi thành lập Hiệp hội chống hiểm họa Trung Cộng. Bảo quyền Nghệ An khẳng định việc bắt giữ Hoàng Đức Bình là đúng luật. Giới chức hải quan Việt Nam phủ nhận việc ăn cắp hành lý ở phi trường. Tập đoàn Samsung hắt hơi thì kinh tế Việt Nam cũng sổ mũi. Dùng rựa chém thanh tra giao thông cướp đi cặp tài liệu. Philippines sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng và Việt Nam để khai thác Biển Đông. Tiếp nối chương trình là phần thời sự với cuộc phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa của phóng viên Thái Hòa. Giữa chương trình, Phạm Thanh Nguyên sẽ gửi đến quý khán giả một bài viết mới qua tiết mục Chuyện nước non mình. Và sau cùng, Song Thập sẽ kết thúc buổi phát thanh hôm nay với phần bình luận. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Sam Mo Taylor và Lily Ngô Trần tại Culver, California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh chị Lê Thu Hà, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Để mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Minh Dương. Một lá thư kêu gọi vừa được phổ biến trên mạng trong 2 ngày qua, nội dung kêu gọi thành lập một tổ chức đối phó với hiểm họa Trung Cộng đô hộ Việt Nam. Lá thư do 5 nhân sĩ ký tên cho biết mục đích là liên kết người Việt trong và ngoài nước để đối phó với hiểm họa Bắc thuộc lần thứ 3. Vì Việt Nam đã và đang bị lệ thuộc vào Trung Cộng từ lãnh vực quân sự, chính trị cho đến kinh tế và ngoại giao. Nhóm kêu gọi nói trên cũng thành lập một trang mạng có tên Hội chống hiểm họa Trung Cộng, tập trung vào việc phổ biến các tin tức liên quan đến hiểm họa Trung Cộng tại Việt Nam. Nhóm này kêu gọi người Việt hãy cung cấp các tin tức về những hiệp ước mà nhà cầm quyền hai nước Việt Hoa đã ký kết, đồng thời kêu gọi tẩy chay mọi hàng hóa kém chất lượng hay độc hại của Trung Cộng. Bảo quyền tỉnh Nghệ An vào hôm qua lại khẳng định việc bắt giam anh Hoàng Đức Bình, người đấu tranh cho các nạn nhân của thảm họa Formosa là đúng theo pháp luật. Cần nhắc lại là vào sáng thứ Hai 15 tháng 5 vừa qua, chiếc xe chở anh Hoàng Đức Bình và Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã bị chặn lại và một nhóm công an thường phục đã lôi anh Bình ra khỏi xe, mang về trụ sở huyện Diễn Châu. Vụ bắt giữ phi pháp đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, với hàng chục ngàn người đã kéo đến bao vây trụ sở công an huyện Diễn Châu để yêu cầu bọn chúng phóng thích anh Bình ngay lập tức. Bốn tay an ninh cũng bị người dân bắt giữ khi trà trộn vào trong đoàn biểu tình để gây rối loạn. Cuộc biểu tình này đã kéo dài từ trưa thứ Hai cho đến chiều tối, gây tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 1A suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong thông cáo báo chí đưa ra vào hôm qua, được một số tờ báo lệ đảng đăng lại vào hôm nay, bảo quyền Nghệ An chụp mũ anh Bình là một người phản động, có các hoạt động nhằm lật đổ chế độ, chẳng hạn như vận động thành lập Hiệp hội Ngư dân miền Trung và giữ chức phó chủ tịch của phong trào lao động Việt. Bảo quyền Nghệ An cũng cáo buộc là anh Hoàng Đức Bình đã xúi giục người dân xuống đường biểu tình vào tháng 4 vừa qua, trong đó có vụ bao vây trụ sở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau nhiều tháng bị than phiền về tình trạng mất cắp hành lý ở phi trường, Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa ra thông báo khẳng định là việc mất cắp không dính líu gì đến nhân viên của mình. Lý do là vì tiến trình bốc dỡ, vận chuyển và kiểm tra hành lý có nhiều cơ quan khác tham gia,
chứ không chỉ có một mình giới hải quan. Trong thông cáo nói trên, Tổng cục này thừa nhận là trong thời gian qua có nhiều hành khách bị mất hành lý hay bị mất cắp tài sản bên trong. Thế nhưng Tổng cục này cho biết là tại các phi trường quốc tế không chỉ có giới hải quan mà một số cơ quan khác cũng có trách nhiệm giám sát hành lý, chẳng hạn như công ty VIAC đảm trách việc bốc dỡ hành lý hay cơ quan an ninh đảm trách việc kiểm tra hành khách nhận lại hành lý trước khi ra cổng kiểm soát. Nói tóm tắt, theo thông báo của Tổng cục Hải quan thì nhân viên thuộc những cơ quan kia chính là thủ phạm của các vụ đánh cắp. Còn nhân viên hải quan thì vô tội. Tuyên bố trong cuộc hội thảo mang tựa đề đánh giá nền kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, một chuyên gia Việt Nam đã đưa ra một lời ví von là chỉ cần tập đoàn Samsung hắt hơi thì nền kinh tế Việt Nam cũng sổ mũi khi nhận định về tình trạng lệ thuộc nặng nề của Việt Nam vào các tập đoàn đầu tư ngoại quốc trong mức tăng trưởng kinh tế. Theo tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Viện trưởng Đại học Fulbright tại Việt Nam, mức tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm nay của Việt Nam chỉ ở mức 5.1% so với mức 5.5% vào đầu năm ngoái và khó có thể đạt được mức 6.7% đề ra cho năm 2017. Nguyên nhân suy giảm đến từ vụ thu hồi sản phẩm Galaxy 7 của tập đoàn Samsung. Theo ông Anh, thì vụ này cho thấy rõ nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc quá nặng vào các công ty ngoại quốc đang đầu tư ở Việt Nam, và chỉ cần Samsung hắt hơi thì nền kinh tế Việt Nam sẽ sụt sùi ngay lập tức. Tránh thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum vào hôm qua cho biết là một cán bộ của mình đã bị chém vào đầu bằng một cây rựa khi kéo đến lập biên bản phạt vạ một người dân dựng lều buôn bán trên lề đường quốc lộ 24 ở xã Đắk Bla, thành phố Kon Tum. Nội vụ diễn ra vào chiều thứ hai vừa qua khi một nhóm 6 thanh tra kéo đến túp lều mà ông Phan Thái Bình, 42 tuổi, dựng bên vệ đường quốc lộ để yêu cầu phải dọn đi nơi khác. Trong khi cãi cọ, ông Bình đã dùng cây rựa chém vào đầu một thanh tra, giật luôn cặp tài liệu trên tay. Nhóm thanh tra vội vã đưa đồng bọn bị thương vào bệnh viện để khâu 4 mũi. Đến chiều tối thì công an Kon Tum đã kéo đến Tư Gia để bắt giữ ông Bình. Người dân trong xã đang lo ngại là ông Bình có thể bị chết trong đồn công an và bị loan báo là chết vì tự tử, tương tự như nhiều vụ khác đã xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên trong mấy tháng qua. Sau khi trở về từ Bắc Kinh vào hôm qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố là nước Phi sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng và Việt Nam trong việc khai thác tài nguyên tại Biển Đông. Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Duterte nói, nếu việc hợp tác không mang lại phiền nhiễu nào thì tại sao không tiến hành? Tuy nhiên, ông nói thêm là việc hợp tác cần phải có sự công bằng. Ngoài Trung Cộng và Việt Nam, ông Duterte không nhắc tới các quốc gia khác cũng đang tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, chẳng hạn như Đài Loan, Mã Lai hay Brunei. Cần nói thêm là ông Duterte đã sang thăm Trung Cộng vào tuần qua, mục đích là chấp nhận thảo luận song phương về vấn đề Biển Đông để đổi lấy các viện trợ và đầu tư từ Trung Cộng. Kính thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 5 vừa qua, hàng chục ngàn người đã ào ạt kéo đến bao vây trụ sở công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, yêu cầu bảo quyền phải trả tự do cho anh Hoàng Đức Bình, người đã có nhiều bài phóng sự về đời sống khốn khổ của giới ngư dân sau thảm họa Formosa và những cuộc biểu tình của họ. Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Thái Hòa có cuộc tiếp xúc với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên của khối 8406 tại Hải Phòng. Xin mời anh Thái Hòa. Kính chào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Rất hân hạnh được anh nói chuyện với quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay, thưa anh. Thưa anh Thái Hòa và thưa tất cả quý vị thính giả của quý đài, tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang sống ở Hải Phòng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, là người đấu tranh nổi tiếng ở trong nước, chúng tôi biết anh luôn theo dõi sát sao cái tình hình đấu tranh của người dân khắp nơi trong nước. Xin anh cho biết là trong tuần qua có cái cuộc đấu tranh nào nổi bật khiến mọi người đặc biệt quan tâm không, thưa anh? Thưa anh Thái Hòa và thưa tất cả quý vị, trong tuần qua, trong tháng 5, có hai cuộc biểu tình của người dân liên quan với nhau. Đấy là cuộc biểu tình ngày 16 tháng 5. Cuộc biểu tình này gắn liền với sự kiện tối ngày 2 tháng 4 và sáng ngày 3 tháng 4. Quý vị cũng đã biết, tối ngày 2 tháng 4,
công an đã huy động một số côn đồ đã đánh và truy bức hai người đấu tranh dân chủ, một người từ Hà Nội vào để làm truyền thông vụ đấu tranh của bà con ngư dân bốn tỉnh miền Trung lên mạng Internet, và một người là thanh niên ở địa phương. Người thứ nhất là anh Bạch Hồng Quyền, người thứ hai là anh Hoàng Bình. Họ có mặt tại địa điểm để làm công tác truyền thông thì đã gặp bọn công an giả danh côn đồ đánh và truy bức họ. Thế thì sáng ngày 3 tháng 4, bà con giáo dân đã lên trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà để biểu tình phản đối việc công an truy bức những người dân lương thiện. Tôi nhớ những thông tin đưa ra tương đối chính xác là có khoảng 7-8 ngàn người dân đã bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà và đã đánh một công an giả danh côn đồ nằm lẫn trong người biểu tình để khiêu khích, để công an có cớ đàn áp những người biểu tình. Cái áp lực của cái người dân, công an cũng như chính quyền đã phải xuống thang, hứa bằng giấy trắng mực đen rằng sẽ giải quyết vấn đề đền bù trong cái phạm vi địa phương mà họ quản lý, không truy tố những người lãnh đạo của biểu tình. Nhưng chính quyền và công an địa phương đã đền lộng, mặc dù giấy trắng mực đen như vậy, nhưng họ đã ký lệnh bắt tạm giam anh Bạch Hồng Quyền là người tham gia cuộc biểu tình hôm 3 tháng 4 vừa rồi và đã đưa tin một cách tích cực về cuộc biểu tình. Khi chưa bắt được anh Bạch Hồng Quyền, thì sáng ngày 15 tháng 5, anh Hoàng Bình có mặt trên xe của cha Nguyễn Đình Thục đi từ huyện Quỳnh Lưu vào thành phố Vinh. Đi đến huyện Diễn Châu thì công an giả danh côn đồ đã chặn xe, tự mở cửa của ô tô cha Thục, lôi anh Hoàng Bình xuống, đưa lên ô tô, trở đến trụ sở công an huyện Diễn Châu. Trước tình cảnh như vậy, cha Thục đã phải thông tin với bà con giáo dân và bà con giáo dân đã tập trung đến đòi công an huyện Diễn Châu phải thả anh Hoàng Bình. Sự vụ nóng lên đến mức độ là có khoảng 7.000 giáo dân ở mấy huyện xung quanh và bên phía chính quyền đã đưa một lực lượng cảnh sát cơ động từ Vinh cấp tốc ra địa phương mà bà con đang biểu tình để đòi người. Người ta ước tính khoảng 2-3.000 cảnh sát cơ động. Tình hình rất là nóng đến nỗi ai cũng dự tính sẽ có những xung đột dẫn đến đổ máu. Nhưng cũng rất may là khoảng 5 giờ thời tiết bỗng chuyển và một cơn dông rất là lớn làm cho cả hai bên đều cảm thấy nhụt chí. Cũng do trời mưa và do cha Thục đã khuyên bà con giáo dân trở về nhà, cho nên bà con giáo dân đã lục đục ra về. Những nhóm đông nhất về sớm nhất ra khỏi cái hiện trường, còn lại những người chưa ra khỏi hiện trường thì đã bị cảnh sát cơ động đàn áp, một số người bị đánh. Cái này chúng ta cũng lại thấy sự lật lọng của chính quyền cộng sản. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, như vậy thì anh Hoàng Bình hiện nay vẫn còn bị công an giam giữ phải không ạ? Thưa anh Thái Hòa, thưa tất cả quý vị, anh Hoàng Bình khi bị bắt cóc vào trụ sở công an huyện Diễn Châu thì lúc ấy công an mới đọc lệnh bắt tạm giam. Thì tại sao có hiện tượng thế này? Thường thường công an cộng sản muốn bắt ai là họ đưa lệnh bắt đến tận nhà và họ cả khám cả nhà. Nhưng riêng đối với anh Hoàng Bình thì họ bắt cóc dọc đường và đưa đến đồn công an, sau đó mới đọc lệnh bắt giữ. Cái này cũng là một bánh khóe của nhà nước cộng sản. Họ sợ bắt ở ngay trong nhà anh Hoàng Bình, rồi khám xét nhà, lập biên bản, có sự chứng kiến của gia đình, của quan chức chính quyền địa phương, thì truyền thông sẽ rộng lớn hơn và mọi chi tiết của cuộc bắt giữ sẽ được đưa lên mạng xã hội. Cho nên họ đã bắt giữ giữa đường và cho đến nay, qua một ngày rồi, thì không biết tình trạng của anh Hoàng Bình như thế nào. Chúng tôi đang còn theo dõi cái sự vụ này. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, việc làm truyền thông để mà thông tin về những cái cuộc đấu tranh của người dân thì có vi phạm pháp luật hay không? Và tại sao nhà cầm quyền lại bắt bớ, bỏ tù và coi đó như là một trọng tội thưa anh? Thưa anh Thái Hòa, thưa tất cả quý vị, chính quyền cộng sản là một chính quyền luôn luôn tìm biện pháp để biệt miệng người dân. Từ khi họ nắm quyền cho đến bây giờ, người dân không được nói. Những cuộc biểu tình chống lại họ thì chỉ có truyền thông nhà nước mới được phép nói, còn người dân là không được phép. Có những cuộc biểu tình của người dân cũng rất lớn, gần như là những cuộc khởi nghĩa, nhưng chính quyền cộng sản không bao giờ nói đến. Như năm 1997, cuộc biểu tình của nông dân Thái Bình, lúc ấy thì chưa có Internet, truyền thông nhà nước cộng sản không nói đến. Bởi vì họ nói rằng tất cả nhân dân Việt Nam đều tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thì khi đưa một bản tin rằng hàng ngàn nông dân vùng lên để khởi nghĩa chống lại chính quyền cộng sản, thì họ nghĩ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của họ, cho nên họ bịt miệng người dân. Nhưng bây giờ khác hẳn ngày xưa, bây giờ có Internet, có mạng xã hội, vân vân. Và người dân có đủ phương tiện để tự mình thông tin ra ngoài những sự vụ mà người dân chứng kiến. Cho nên họ không thể bịt mồm được. Nhưng với những người có giá trị, đưa những thông tin chuẩn xác, có những bình luận có giá trị, có rất nhiều người đọc trên mạng xã hội, thì chính quyền cộng sản cũng luôn luôn coi họ là kẻ thù. Bạch Hồng Quyền không có tội, anh Hoàng Bình cũng không có tội.
việc nằm ở khu vực Formosa và đưa tin về những cuộc đấu tranh của ngư dân bốn tỉnh miền Trung hoàn toàn không có tội. Họ không phải là người kích động người dân đi biểu tình, họ chỉ là một phóng viên không thuộc biên chế của nhà nước. Chính quyền Cộng sản muốn bịt miệng họ và đã bịa đặt ra một tội danh là kích động người biểu tình chống người thi hành công vụ để bịt miệng họ. Anh Hoàng Bình đã nằm trong tay họ. Sắp tới, cái bản án đối với anh Hoàng Bình chúng tôi dự đoán là từ 2 đến 3 năm tù và có thể tăng nặng thành 4 năm tù. Chúng tôi nghĩ rằng thật là oan uổng cho anh Hoàng Bình và cũng thật là gây bất bình với phẫn nộ cho những người tham gia và theo dõi cái sự vụ. Vâng. Xin chân thành cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính chúc anh luôn an mạnh để lên tiếng nói thay cho biết bao người dân thấp cổ bé miệng đang bị nhà cầm quyền Cộng sản áp bức, hiếp đáp một cách hết sức bất công và tàn bạo hiện nay. Xin kính chào anh. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim mỗi tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sự kiện anh Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an một lần nữa nói lên sự tàn bạo tận cùng của nhà cầm quyền Cộng sản đối với chính công dân của họ. Trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, Phạm Thanh Nghiên sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của mình với tựa đề về cái gọi là đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Nguyễn Hữu Tấn do Công an Cộng sản công bố. Về cái gọi là đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Nguyễn Hữu Tấn do Công an Cộng sản công bố. Tóm tắt vụ việc, tối ngày 2 tháng 5 năm 2017, Cơ quan An ninh Điều tra Vĩnh Long tiến hành bắt khẩn cấp đối với anh Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ngụ tại tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Báo chí Lề Đảng miêu tả công an đã tiến hành khám xét nơi ở của anh Tấn và phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc chống đảng, nhưng chẳng thấy tài liệu nào được công bố, nên đã đưa anh Tấn tới giam giữ tại trại giam công an tỉnh. Hai ngày sau, ngày 4 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn dùng dao tự sát trong trại tạm giam của công an tỉnh Vĩnh Long. Tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết khoảng 10 giờ 55 phút ngày 3 tháng 5 tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao dọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc, để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ. Báo chí đồng loạt đưa tin rằng gia đình anh Tấn đã được mời đến dự khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và được xem lại toàn bộ hình ảnh camera ghi lại cảnh anh tự sát. Công an Vĩnh Long và báo chí đều tuyên bố gia đình anh Tấn đã đồng ý với kết luận của bên an ninh điều tra. Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn trái ngược. Gia đình anh Tấn khẳng định anh đã bị giết một cách dã man và rằng cái mà cơ quan an ninh điều tra vu khống là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thực tế chỉ là một tấm vải vàng bọc trong thùng nước Yến. Cái gọi là đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Nguyễn Hữu Tấn do Công an Cộng sản công bố. Sau khi công luận đặt ra nhiều nghi vấn trong cái chết của anh Tấn, công an tiếp tục dựng lên màn kịch gọi là công bố đoạn phim ghi lại hành động tự sát của Nguyễn Hữu Tấn vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2017. Rất nhiều ý kiến phản bác, bóc trần cái gọi là sự thật mà Công an Vĩnh Long cũng như báo chí Lề Đảng công bố về cái chết oan khuất của anh Tấn. Ở đây, tôi xin ghi lại một vài ý kiến phân tích rất đáng để lưu tâm của một số Facebooker như Dũng Đinh Bùi, Richard Nguyễn, Thùy Trang Nguyễn trên mạng xã hội.
Điểm chung cho các ý kiến phản bác này đều đi đến kết luận rằng video mà ông công an cung cấp là ngụy tạo. Xin lưu ý, những ý kiến này tôi đã biên tập đôi chút cho dễ hiểu hơn. Trích, hình ảnh trong camera quá mờ, không quay mặt mà chỉ quay phần người của người đang bị hỏi cung. Đoạn trong camera ở hình công bố ngày 4 tháng 5 và hình công bố ngày 7 tháng 5 không trùng khớp. Cụ thể, cái bàn trong hình ảnh bị can mặc bộ đồ tù hình ngày 7 tháng 5 thì màu trắng, còn cái bàn trong hình cũ công bố trước đó lại có màu gỗ nâu đậm. Hơn nữa, người mặc bộ tù bị giấu mặt trông bụng vệ hơn bụng anh Tấn trong camera ghi lại toàn bộ hình ảnh anh lúc chưa bị giết. Người bị vu cáo là anh Nguyễn Hữu Tấn mặc áo tù kẻ sọc, trong khi luật pháp quy định chỉ có án, tức là đã bị kết tội tại tòa thì mới phải mặc áo tù. Hơn nữa, anh Tấn mới bị bắt hôm trước, sao hôm sau được mặc áo tù nhanh thế? Trong clip công bố ngày 7 tháng 5, có đến hai an ninh điều tra mặc sắc phục hỏi cung anh Tấn. Trong khi hình ảnh anh trước đó cũng chính công an công bố thì chỉ có một điều tra viên và người này mặc thường phục. Nếu cả hai công an cùng ngồi đó như trong camera, sẽ không có chuyện cả hai cùng ra ngoài để đi lấy nước cho anh Tấn, bỏ mặc anh một mình để thoải mái lục tìm con dao dọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu hai bên cổ. Trên bàn hỏi cung, trước mặt hai điều tra viên ngồi không hề có cặp riêng của cán bộ điều tra, thì anh Tấn lấy dao ở đâu để tự cứa cổ mình? Về kỹ thuật camera, trường hợp nếu camera ra mờ, nhưng phần ghi ngày giờ sẽ luôn rõ vì phần này là digital embed, không liên quan tới pixel của camera. Do đó, cho dù camera có mờ thì phần stamp này luôn rõ nét. Trong video công an đưa ra thì phần digital embed bị mờ theo camera. Điều này cho thấy hình ảnh mờ là có sự can thiệp. Góc máy của đài truyền hình Vĩnh Long đưa tin và camera giám sát khác nhau rất nhiều, khác với cách bài trí trên bàn của cán bộ và khoảng cách ngồi của anh Tấn. Gia đình cho anh Tấn cho biết là khoảng 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5 có giấy mời lên nhận xác, còn camera thì hiển thị anh Tấn còn sống lúc 11 giờ kém 3 phút rưỡi ngày 3 tháng 5. Nếu thật sự anh Tấn tự tử ngay lúc đó thì trong 3 phút rưỡi còn lại, tờ giấy mời đi bằng cách nào từ trại giam tỉnh Vĩnh Long đến huyện Bình Minh cách nhau 30 km, hết trích ý kiến. Còn tôi, với tư cách của một người từng bị bắt đi tù cũng theo điều 88 như anh Nguyễn Hữu Tấn thì khẳng định, việc tự tử trong nhà tù, trong các trại tạm giam, tạm giữ, các trụ sở công an là điều không dễ, thậm chí không tưởng. Để tránh việc người bị bắt, bị giam giữ, nhà nước gọi là nghi can, bị can, tự tử, thì công an cai tù tiến hành được khám người, kiểm tra tư trang, nội vụ rất kỹ càng. Phụ nữ không được dùng nơ, dây buộc tóc, không được mặc áo lót, vì đó là phương tiện có thể dùng để tự tử được. Đấy là cai tù công an diễn giải thế. Móng chân, móng tay phải được cắt ngắn, các vật sắc nhọn bị cấm hoàn toàn. Bát, thìa ăn cơm, ca uống nước và mọi đồ dùng trong buồng giam đều phải làm bằng nhựa. Một chi tiết quan trọng nữa, khi dẫn giải bị can từ buồng giam ra buồng hỏi cung, theo nguyên tắc điều tra viên phải đi sau bị can và phải giữ khoảng cách gần vừa đủ để kiểm soát mọi tình huống có thể xảy ra. Nhắc lại chuyện này, lại nhớ một lần tên điều tra viên đấu lý với tôi không lại. Hắn tức quá, quên hết cả nguyên tắc. Lúc rời buồng cung, hắn đi trước, bỏ lại tôi phía sau đang vừa đi vừa cười tủm trước vẻ cay cú rất trẻ con của hắn. Một cai tù từ đâu chạy đến, cau có. Tại sao anh lại bỏ phạm nhân đi phía sau thế kia? Anh phải đi sau người ta chứ. Hàng chục lần đi cung, tôi chưa bao giờ có cái may mắn như anh Tấn là bị bỏ lại một mình, để có tí riêng tư mà suy nghĩ. Thời gian đầu, thậm chí có đến ba điều tra viên hỏi cung tôi. Một lần, tôi còn bị đi cung trong tình trạng bị xiềng chân, từ buồng giam ra đến buồng cung xa hàng trăm mét. Cứ vừa đi vừa lê xiềng, chờ tôi ngồi xuống, viên trực trại dướn người qua mặt tôi, kéo thanh sắt vốn được bắt vít cố định nơi tay vịn, khóa lại, động tác rất dứt khoát với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Chắc đấy là thứ công cụ được phát minh ra để bảo vệ các nhân viên điều tra khi hỏi cung những tên tội phạm thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Trích trong câu chuyện nhỏ của tôi. Anh Tấn cũng như tôi và nhiều tù nhân chính trị khác đều bị liệt vào dạng nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm, tức là cần phải được quan tâm một cách đặc biệt do tính chất nhạy cảm với chế độ. Mọi động thái của người tù chính trị không những được cai tù, điều tra viên mà còn được các người tù chú ý, quan sát vì được chỉ thị một cách kỹ lưỡng. Cho nên, có thể khẳng định anh Tấn đã bị các đồng chí công an giết hại trong nhà tù và dựng lên kịch bản đê tiện để chối tội cũng như đánh lừa dư luận. Phạm Thanh Nghiên. Đài.
phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Vào thế kỷ 21 của nhân loại văn minh, không có gì buồn cười và thiếu trí tuệ bằng chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Phạm Trần với tựa đề Định Hướng Mãi Sẽ Có Ngày Xuống Lỗ, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Sau 6 ngày họp, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả là khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương năm khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc vào chiều thứ Tư ngày 10 tháng 5 năm 2017, sau khi rặn mãi mới đẻ ra được ba cái nghị quyết đổi mới nhưng không đổi màu, gồm nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta hãy bàn sau chuyện doanh nghiệp nhà nước làm ăn ra sao mà phải cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả. Mà chuyện bàn ngay bây giờ là làm gì có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà hoàn thiện. Từ lâu, kinh tế thế giới chỉ có hai cực rõ ràng, tự do tư bản và độc tài cộng sản. Chả làm gì có cái đứng giữa dở dăn dở đèn như lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tô vẽ cho khỏi bẻ mặt gì đã mượn đầu heo tư bản, nấu cháo cứu đói. Thế mà từ lâu, những cái đầu lý luận đá nhiều hơn óc được đảng nuôi ăn trong Hội đồng Lý luận Trung ương vẫn huênh hoang coi đó là một khám phá mới chưa có tiền lệ của Việt Nam. Thực tế thì khác, kể từ khi nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh công bố chủ trương được gọi là đổi mới tại Đại hội Đảng 6 năm 1986 để cứu Việt Nam khỏi chết, thì chủ nghĩa Cộng sản chỉ còn tồn tại trên lý thuyết ở Việt Nam. Chính sách kinh tế mới chủ trương xóa bỏ nền kinh tế tập trung lỗi thời theo mô hình Nga Xô để chuyển sang nền kinh tế theo định hướng thị trường của tư bản chủ nghĩa, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lãnh đạo. Mô hình này giống hệt hay gọi nôm na là bản sao chính sách kinh tế của Trung Hoa áp dụng từ năm 1978 nhằm mở cửa buôn bán làm ăn với tất cả các quốc gia không phân biệt thể chế chính trị để cứu nguy kinh tế và giải quyết nạn thất nghiệp khi ấy tràn lan ở Trung Hoa lục địa. Chủ trương này bắt đầu từ thời mở cửa Đặng Tiểu Bình cho đến bây giờ, thời Tập Cận Bình được mệnh danh là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Phía Việt Nam chưa bao giờ nhìn nhận họ đã học làm kinh tế theo cách của Trung Hoa, hay được nước đàn anh khuyên nói theo để chống đói và phát triển. Nhưng 30 năm sau ngày đổi mới, Trọng vẫn cương cổ lên khoe cái chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là một sáng tạo mới của đảng ta về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là câu được trích từ diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương năm của Nguyễn Phú Trọng. Tuy Trọng nói thế, nhưng chưa chắc Trọng đã có thể giải thích rành mạch được ý nghĩa của việc theo định hướng xã hội chủ nghĩa là theo đường lối kinh tế nào để đạt được dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bởi vì vào năm 2013, chính Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Có lẽ vì vậy mà tại Hội nghị Trung ương năm, Nguyễn Phú Trọng đã hết lời ca tụng vai trò kinh tế của tư nhân. Tổng Bí Trọng nói thế thì hãy cứ nghe và hãy kiên nhẫn chờ xem đảng và nhà nước có làm như đã hứa sẽ làm, hay cũng chỉ nói cho vui miệng như đã từng diễn ra trong suốt 30 năm qua. Chỉ có điều là chừng nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn duy trì làm kinh tế thị trường mà vẫn phải có cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa, và đảng phải chỉ huy, nhà nước phải tiếp tục được quản lý, thì nền kinh tế này vẫn không thể ngóc đầu lên được. Bởi vì chính sách kinh tế chỉ huy này dù có ngụy trang dưới bất
cứ hình thức nào cũng không che được sự thật là hoàn toàn chống lại nền kinh tế thị trường của các nước dân chủ và tự do, và đó cũng là sức cản của phát triển trên mọi lĩnh vực. Bằng chứng là ông Trọng đã quanh co khi giải thích định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế hiện nay của Việt Nam là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đáng tiếc là ông Trọng đã học thuộc lòng để đọc lại quan điểm kinh tế bảo thủ, giáo điều và lạc hậu của Hội đồng Lý luận Trung ương, một cơ quan đã viết các tài liệu về kinh tế và đổi mới lần thứ hai cho Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại hội nghị năm. Vì vậy, kẻ thắng thế là những cái đầu đất sét trong Hội đồng Lý luận Trung ương, và người dân luôn luôn là kẻ thất bại, dù phải trả hết chi phí cho những người tham gia vào cái hội nghị quan trọng này. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Lê Thu Hà, sinh năm 1982, bị bắt ngày 16 tháng 12 năm 2015, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.